thấy cụ ông mua thuốc với bộ quần áo rách, thanh niên định giúp đỡ và sự thật cực sốc. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc đáng chú ý như sau. Một cụ ông mặc đồ rách mua thuốc dưới mưa khiến một thanh niên định giúp đỡ. Sau đó cụ bước vào ô tô sang trọng gây bất ngờ cho người xem. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Mới đây cộng đồng mạng đã lan truyền một đoạn clip gây chú ý. Trong clip, một cụ ông mặc bộ quần áo rách nát đứng bên kia đường mua thuốc giữa cơn mưa gió. Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động bởi ở độ tuổi của ông đáng lẽ nên được con cháu chăm sóc và tận hưởng tuổi già. Vậy mà ông cụ lại một mình đội mưa đi mua thuốc trong bộ quần đùi và áo cộc tay. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một chàng trai đã định tiến lại hỏi thăm và giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay sau khi thấy cụ ông đi ra, thanh niên này đã vội vàng quay xe vì tình huống sau đó thật bất ngờ. Cụ thể, sau khi mua thuốc xong, cụ ông bước vội tránh mưa và bất ngờ bước vào một chiếc ô tô đã đậu sẵn. Thanh niên đứng nhìn theo ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số người để lại bình luận như: đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, toàn chủ tịch giả nghèo không đó bạn ơi. Hay mình đang định nói thương ông quá thì mới nhận ra mình mới là kẻ đáng thương. Cũng có người bình luận hài hước, định đi đạp xe ra mua thuốc nhưng trời mưa to quá nên ông đành phải lấy ô tô ra đi đỡ. Còn bà thấy sao về cảnh tượng gây bất ngờ này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống.